Ngày mai thì An Đông có nhận được một cái mẫu khẩu trang 9041, chắc là hàng ngoài thôi, là một chiếc khẩu trang 9041 mà bên An Đông đang bán. Thì đây là mẫu hàng ngoài, thì các bạn sờ thì chất liệu nó sẽ mỏng hơn. Hai nữa là hay thường gắn cái tem là A. Ba nữa là điểm nhận dạng là một bên là có chữ Trung Quốc ở đây, còn đây bên này thì không có này. Mình có thể mở ra cả hai bên cho các bạn dễ nhận biết. Đó, thông tin in chữ, độ dày mỏng đã. Tiếp đến là bên mình cắt thử hai cái mẫu này. Đây là mẫu khẩu trang của An Đông. Mình cắt thử có một lớp này, hai lớp này. Lớp quan trọng nhất là lớp than hoạt tính, là lớp thứ ba, lớp thứ tư và lớp thứ năm. Đây có 5 lớp tất cả. Và quan trọng nhất là lớp than hoạt tính này. Còn đây là mẫu khẩu trang hàng ngoài mình cắt ra có một lớp này, lớp bông thôi này. Và đây là lớp giả than hoạt tính, nhìn nó màu xám thôi chứ không phải là than hoạt tính luôn. Cái này lau một lúc nó chắc hết luôn, để giống cho giống 9041 thật. Đấy, có 3 lớp y chang như này và không có than hoạt tính, hoàn toàn không có than hoạt tính. Đó, đây các bạn cứ bảo là làm sao để phân biệt, thì thực tế là bởi vì khách hàng chưa có thông tin về hàng thật, thế nên là chưa có cơ sở để phân biệt, nên là An Đông sẽ làm những cái video này cho khách hàng dễ nhận biết. Các bạn cứ mua về cắt thử hoặc là cầm trên tay, các bạn sẽ thấy là thật giả nó sẽ ra ngay. Cảm ơn các bạn.